nắm rõ cung đường lộ trình trước khi khởi hành chuyển đi vào ban đêm với những cung đường mới lái xe nên nắm rõ lộ trình để tránh đi nhầm đường. đa phần các mẫu ô tô hiện nay đều được trang bị hệ thống định vị dẫn đường, lái xe nên sử dụng chức năng này để tròn hưởng di chuyển phù hợp. di chuyển với tốc độ phù hợp giữ khoảng cách an toàn. tầm quan sát vào ban đêm không được tốt như khi lái xe ban ngày, vì vậy nên điều khiển ô tô di chuyển chậm hơn phù hợp khoảng chiều sáng của hệ thống đèn pha và không vượt quá tốc độ cho phép. Sử dụng hợp lý chế độ chiều sáng pha cốt Khi lái xe vào ban đêm qua các tuyến đường nội thanh, khu dân cư nên giảm tốc độ và bật chế độ đèn cốt. Lái xe chỉ nên sử dụng chế độ đèn pha khi lái xe trên các đoạn đường cao tốc, đường trường ít phương tiện và không có xe đi ngược chiều. Khi muốn vượt xe phía trước nên nhảy đèn để ra hiệu sinh vượt. Trước khi vào cua, nếu không có xe ngược chiều, lái xe có thể chuyển sang đèn pha để mở rộng góc quan sát, sau đó chuyển về cốt. Không nhìn trực diện vào đèn pha xe ngược chiều. Khi gặp tình huống xe ngược chiều bật pha, bạn rất dễ bị lòa mắt và khó quan sát. Vì vậy, không nên nhìn trực diện vào đèn pha của xe ngược chiều. Nếu cảm thấy bị trói, nên chớp mắt ngay kết hợp với việc giảm dần tốc độ, quan sát đường phía trước hoặc nhìn trách lên phía lề đường để canh xe đảm bảo an toàn. Dừng xe nghỉ ngơi khi cảm thấy buồn ngủ. Buồn ngủ được xem là mối nguy hiểm nhất khi lái xe ban đêm. Vì vậy, trong quá trình lái xe, nếu cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi, bạn nên đổ xe vào nơi an toàn, chờ mắt một lát cho tỉnh táo hơn rồi mới lái xe tiếp. Nên mang theo bảng bảo hiểm có phản quang để sử dụng trong trường hợp phải đổ xe bên đường.